Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba vấn đề cốt lõi của tiếng Anh. Thứ nhất là speaking, thứ hai là writing và thứ ba là understanding. Trong ba vấn đề trên thì vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất? Theo tôi thì understanding là vấn đề quan trọng nhất. Speaking và writing thì không khó, nhưng understanding là khó nhất. Một người nói và viết được tiếng Anh thì chưa hẳn là người hiểu được tiếng Anh. Bạn đừng có nhầm lẫn giữa nói, viết và hiểu. Ví dụ mình nói a week is a long time in politics. Bạn có thể đọc và viết câu này một cách dễ dàng, nhưng bạn hiểu câu này thế nào? Vì đây là một idiom. Có phải câu này có nghĩa là một tuần thì là rất dài trong chính trị hay không? Nếu mà dịch như vậy thì chắc hẳn bạn không hiểu được ý câu này muốn nói gì. Để hiểu được câu này muốn nói gì, bạn cần phải biết những yếu tố cơ bản sau đây trong chính trị. Ví dụ như ở Mỹ có hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Trước khi đi đến cuộc bầu cử tổng thống thì hai đảng sẽ làm những chiến dịch tranh cử để thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho đảng của mình. Ví dụ đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử một tuần gần như đã làm những chiến dịch tranh cử và gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng trước một tuần xảy ra cuộc bầu cử, bên phía đảng Cộng Hòa đã thực hiện những chiến dịch phá hoại cộng với những chiến dịch để kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Và thế là cuối cùng trong một tuần thì đảng Cộng Hòa đã lật ngược tình thế và thắng cử. Cho nên đối với chính trị, một tuần cũng là đã quá dài và quá đủ để mọi chuyện có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Cho nên mới có câu là a week is a long time in politics. Và áp dụng câu này để sử dụng cho bất cứ lĩnh vực nào chứ không nhất thiết là bạn phải dùng trong chính trị nữa. Ví dụ một người bạn chê bạn nghèo, bạn có thể nói là a week is a long time in politics, my dear. Có nghĩa là hôm nay tôi nghèo nhưng chưa chắc hôm sau tôi nghèo. Và mọi chuyện sẽ thay đổi rất là nhanh chóng. Không có ai nói trước được chuyện gì cả, cho nên bạn đừng có chê tôi nghèo lúc này. Bạn thấy đó, idiom thì nó chỉ có một nghĩa nhưng bạn lại sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Vậy để hiểu được tiếng Anh không đơn thuần là học thuộc lòng rồi sử dụng, mà đòi hỏi bạn phải có kiến thức trong lĩnh vực mà cái câu, cái từ đó nó sinh ra. Đó chính là lý do tại sao nói và viết tiếng Anh thì đơn giản, nhưng hiểu được tiếng Anh thì lại một chuyện không hề đơn giản.